Vậy là cái cách ủ rượu từ trái giác của mình thực hiện đã thành công rồi đó bạn. Ngon lắm. Uống nó có cái vị ngọt ngọt. Rễ được dùng trị nhọt phổi và đinh nhọt ở Việt Nam, thân, lá và quả. Dây trái giác được nấu để lấy nước tắm trị rôm sảy cho trẻ em. Bụi tre này nó có măng rất là nhiều luôn bạn, nhưng mà nhiều người ta vô ý cái bắt đầu người ta hái măng. Thường chúng có trái vào mùa mưa nè các bạn, khi mà sa mưa xuống rồi thì bắt đầu chúng mới ra hoa kết trái. ATV ẩm thực vùng quê xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Thưa các bạn, video ngày hôm nay thì mình chủ yếu đây chia sẻ cho các bạn biết về cái loài cây mộc hoang dại ở trên quê hương mình. À, công dụng của nó thì mình dùng để nấu canh chua. À, trái chín thì để dùng ngâm rượu uống là rất ngon các bạn. Đây. Khi mà nó chín mùi rồi thì mình ngâm rượu uống rất ngon. Ở đây thì mình thấy có cái chùm chín toàn luôn, chín toàn bộ hết luôn. Là trái lớn luôn. Đây, review cho các bạn xem cận cảnh của cái trái giác nha. Đây. Trái giác thì khi còn sống á thì nó có cái màu xanh tròn giống như là trái nho vậy đó. Khi nó chín rồi thì nó chuyển sang cái màu tím, màu đen sẫm luôn các bạn. Rồi nó có hình dẹp dẹp như cái nút áo vậy nè. Đây, các bạn thấy đấy. Cho kỹ hơn nữa ha. Đấy. Không khác gì cái chùm nho bạn. Đây, giống như chùm trái nho. Còn non nó như thế này. Khu này rất là mát mẻ các bạn. Đây nè. Rất là mát luôn, thoáng mát. Đây có những cái thân cây cao, cây bạch đằng lớn. Ở phía bên kia có hai cây sao. Đấy, hai cây sao nằm san sát gần nhau đấy. Ở phía bên kia thì cây thốt nốt. Đấy, hai cây sao cao chọc trời luôn kìa bạn. Để qua bên kia mình quay cận cảnh cho bạn xem nhé. Thân hình của nó rất là cao luôn mà thẳng nữa, mình nhìn lên ngước cả cái ót lên luôn á mới nhìn thấy tận cái ngọn của nó đấy, bạn thấy không? Đây, cái cây rất là cao mà rất là suông luôn. Đây đấy, để cận cảnh hơn nữa nha. Ở đây có người tách cái vỏ của nó nè, tách cái vỏ của nó đây để làm gì không biết, rồi có dấu mới dấu cũ luôn, chắc có lẽ là người ta lấy nó làm thuốc gì đây. Đây cái vỏ của nó nè bạn. Rồi rồi xem cận cảnh hơn nữa nha, nó móc móc bong bong. Cây này lâu lắm rồi bạn ơi. Ở trên trển có mấy cái tổ chim nữa kìa, có cả quả nữa, có trứng à, có trái nữa. Đây các bạn xem nhé,
chụp lại gần cho bạn xem mấy cái tổ chim trên kia kìa. Đây cả có mấy con chim nó đeo luôn đó. Đó có con chim đấy. À. Chim này nó làm tổ treo leo nha. Nó làm tổ xa ngoài luôn, đeo vào mấy cái lá thuốc lốt. Đấy. Làm cái tổ rất là đẹp nha bạn. Nên mình không có thể nào mình cho các bạn thấy cận cảnh cái tổ nó được nha. Mình không có cái thiết bị hiện đại nha bạn, như là máy bay lên trời nha, mình không có, cho nên chỉ đứng ở dưới này cho bạn xem đỡ thôi, tạm thời thôi. Rồi đây nè các bạn, cái thốt lốt nha. Rồi mình đi về thôi. Kiếm gì sang? Kiếm gì vậy? Thực tre già hả? Thực tre hơi khó rồi. Ở đây thì còn có một bụi tre đó duy nhất à, đâu có còn bụi nào nữa đâu. Ok. Ở ngoài đó kìa. Ở ngoài đó có mấy bụi tre đó đó. Ghê à. Đây có em đi tìm mấy cái tược tre già. Cái đó là cây dương sĩ đó cơ. Dương sĩ đó. Nó sống bám lên trên mấy cái thân cây già vậy đó. Đây cho bạn xem cái cây dương sĩ luôn nè. Ừ. Tới mùa mưa xuống nó bắt đầu nó ra lá, nó xanh lại. Bình thường thì nó không có lá. Nó có sợi dây vậy đó. Sao có mưa cái nó có lá. Đây là mấy cái nhánh dương cành dương sĩ nó đeo vô trong cái cây rừng nè. Ở đây thì nhìn thấy không có rõ ha. Đó. Không thấy rõ luôn, nó bị chói á. Rồi ở góc này bạn nhìn thấy rõ nè. Nó đeo quá là nhiều luôn. Bụi tre này nó đã ra măng rồi nè. Đó, cũng có người hái măng luôn rồi. Đó, bụi tre này có măng nhiều quá mà có người hái đi nhiều rồi. Trong cái bụi tre này như có cái tổ con gì đây kìa. Nhiều lắm bạn ơi, trong mấy bụi tre này có cái tổ con gì nè. Đó, đây nữa nè, chắc là tổ chim riêng biệt quá. Đấy, đó trong này nè. À, đằng kia có cái tổ mối to quá kìa, mình có không đó xem coi. Đây cho ây da thì dấp giò té rồi, dấp giò xém ngã luôn, xém đổ luôn. Kìa, cái tổ mối kìa. Đó. Bụi tre này nó có măng rất là nhiều luôn bạn. Thôi, mình đi về đi. Cho kịp làm ẩm thực nha. Là trái giác ngâm rượu nha. Trái giác sau khi thu hái về, rồi chúng ta cẩn thận mang bao tay vào nha. Đây, cẩn thận lựa từng trái chín nha. Rồi lấy lại bỏ vào trong cái rổ nè. Đây bạn nhớ phải mang bao tay vào nha, để không là nó lít chích cái tay khó chịu lắm. Chúng ta lựa mấy cái trái chín mùi thôi, còn mấy cái trái chín tím tím chưa tới còn cứng nữa, chúng ta bỏ cũng được. Nay mình sẽ review cho các bạn cái cách làm rượu trái giác nha các bạn. Rượu trái giác đặc sản miền Tây
đặc biệt là dùng u minh. Và người ta dùng cái trái giác này nè để ủ thành rượu nè. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem cái cách mình ủ rượu như thế nào nha. Thì thành phần chính của nó là trái giác rồi đó. Rồi sau những cái thành phần nữa thì lát nữa mình sẽ review cho bạn xem tiếp theo nữa. Ở quê mình thì cái loại trái này rất là nhiều, nhưng ít có ai quan tâm đến nó lắm. Chỉ để chim chuột mặc tình nó phá. Rồi chúng ta rửa sạch với cái vòi nước như thế này nè. Đấy. Để loại bỏ đi cái tạp chất và những cái côn trùng mà nó bám vào đó. Chúng ta rửa thật kỹ nha các bạn. Đây. Rồi sau khi rửa sạch rồi chúng ta để cho ráo nước nha. Đây. Nó vẫn còn nguyên trái nha các bạn, nó không có bị dập nha, cho nên nó không có ra nước màu tím. Ok. Rồi, cứ để đây cho nó ráo nước đi. Đấy. Để cho ráo nước lại đi. Đây. Để làm được rượu trái giác thì chúng ta chuẩn bị đầu tiên là trái giác chín nha. Rồi. Kế đó là đường phèn nè các bạn. Đây là mình có mua sẵn 1 kg đường phèn luôn. Nhưng mà tùy theo định lượng của cái số lượng trái giác mà mình để đường phèn cho nó thích hợp nha các bạn, chứ không phải là mình để hết cái số lượng đường phèn này đâu nha. Rồi ở đây thì mình ăn án chắc có lẽ là để khoảng 400g đường phèn là đủ. Rồi bây giờ mình để mấy viên đường phèn này vào. Rồi mình dùng cái chậy mình tán ra, tán cho nhuyễn ra. Như thế này là chắc đã đủ rồi đó các bạn. Đấy. Thì cách làm như sau, thì để mình làm cho, để review cho các bạn xem nha. Rồi tạm thời mình buộc cái này lại đi, để kiến nó vào nó ăn hết. Rồi chúng ta tạm thời đổ qua bên cái tô này đi để mình tán đường ra nha. Rồi cái đó thì mình dùng một cái hũ như thế này đây. Đấy, đang mà mình để trái giác vào để mà ủ. Rồi để từ từ mình làm cho bạn xem nha. Trước tiên thì mình tán đường ra đi, cứ tán nhuyễn đường ra nha các bạn, cũng không có phải là nhuyễn hết đâu nha các bạn. Các bạn đâm cho nó bể bể ra nhỏ nhỏ là được rồi, không có cần phải cho nhuyễn như đường cát đâu. Đấy, trắng tinh phao luôn, nhìn không còn phân biệt được đâu là cái tô, đâu là đường phèn luôn. Thôi mình đổ ra đây mới phân biệt được nè. Đó, như thế này nha. Rồi cách làm nha các bạn, bỏ miệng cục rồi. Đúng là ngọt như đường phèn. Đây, chúng ta làm như sau. Đây. Dùng cái muỗng này để đường phèn vào một lớp ở dưới nha. Đây ạ. Đó. Lấy một lớp đường phèn đó. Chảy đều ra. Chảy đều ra như vậy. Lấy một lớp đường phèn vào, chảy đều ra. Rồi xong chúng ta lấy một muôi. Một cái muôi trái giác như thế này để vào. Bởi vì mình nhìn vào cái màn hình của máy quay đó bạn, cho nên nó hơi bị lộm thộm quá đi.
Đây, thêm một lớp nữa. Thêm muối nữa. Để vào. Rồi xong nha, chúng ta để là để vào thêm một lớp đường phèn nữa. Cứ như thế mà làm tiếp. Cứ như thế mà làm. Đây. Rồi, đây là mình để hết vào luôn. Rồi, sau khi chúng ta đã hoàn tất các cái khâu chảy đường rồi để cháy giác cho sao cho nó phù hợp rồi, thì sau này chúng ta mới đóng nắp kín lại và không để bất cứ những cái gì vào các bạn. Mình đã chuẩn bị cái bọc nè. Đó. Mình cầm nó lại như vậy. Mình dặn nắp lại. Rồi kín. Là ok. Đó bạn. Mình còn nè. Một lớp cháy giác. Một lớp đường phèn, một lớp cháy giác, một lớp đường phèn. Cứ để vậy mà tự động nó sẽ tiết ra nước rồi nó lên men rượu nha bạn. Mình không để cái gì bất cứ giờ vào hết. Rồi. 2. Chào tất cả các bạn. Đây là thành quả của mình trong 2 tháng qua đây bạn. Đây mình ủ nó lên. Nó lên nước như thế này nè. Ủ cái nó ra nước như thế này nè bạn. Đó. Nó ra ít thôi, không có nhiều đâu. Rồi mình mở nắp ra cho bạn xem nha. Đây là thứ chúng ta cần. Trong 2 tháng qua nè bạn. Để mình mở lên cho các bạn xem nha. Đó. Nó tự động nó thành nước gì nha bạn. Chứ mình không có để nước vào nha. Đó. Rất là thơm bạn ơi. Thơm cái mùi giống như là rượu nho luôn. Ý như là rượu luôn. Không có xê chỗ nào. Giống cái mùi như, y như mùi rượu đó. Giống như cái mùi rượu nho. Để mình rót ra thử coi. Này, khéo léo rót ra từng một, từng giọt. Này phải có cái gì mình gợt là mới được. Đây bạn, cái màu của nó tím thẫm luôn các bạn, rất là tươi đẹp, rất là tươi tắn luôn. Coi nè. Mình thử nghe nha. Thử cái mình cho các bạn biết cái cảm nhận của mình ha. Đây mình thử qua cái đi. À. Mình đã nếm thử qua rồi. Mình có cảm giác nó có như rượu luôn bạn, như rượu nho vậy đó. Chua chua ngọt ngọt. Mùi cũng nồng nồng như rượu nho vậy. Vậy là ngon lắm mà. Vậy là cái cách ủ rượu từ cháy giác của mình thực hiện đã thành công rồi đó bạn. Ngon lắm. Cũng nó có cái vị ngọt ngọt, chua ngọt ngọt. Ngon lắm bạn. Cái này mình dùng để uống trước bữa ăn chừng một cốc như vậy bạn. Nửa cốc. Chắc có lợi cho sức khỏe lắm. Thì theo đông y thì nó cũng có nhiều tác dụng chữa bệnh lắm các bạn. Thì để lát nữa mình sẽ ghi cái đoạn ghi âm cho bạn nghe. Là một loài dây leo, quan giả thường mọc giăng kín trên những hàng rào bờ đê và cả những thân cây cao lớn. Dây giác còn có tên gọi khác khá là sang trọng chính là nho rừng. Có tên khoa học là Cyratea trifolia. Theo đông y, rễ và dây giác có vị cay, tính mát, có độc. Có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, làm săn da, bộ phận dùng, rễ và thân lá. Rễ được dùng trị nhọt phổi và đinh nhọt. Ở Việt Nam, thân, lá và quả, dây trái giác được nấu để lấy nước tắm trị rôm sảy cho trẻ em. Ở Ấn Độ, người ta dùng rễ
giã ra với tiêu sọ đắp trị mụn nhọt. Ở Campuchia, rễ tươi dùng giã ra thêm nước lọc uống trị bạch đới và dùng lá sắc uống làm thuốc hạ nhiệt. Nước chảy từ thân cây khi ta chặt ra có thể dùng uống được. Ở Trung Quốc, rễ được dùng trị đòn đả tổn thương, nhọt phổi, ghẻ lở. Thân lá được dùng trị gãy xương. Trái giác từ xưa đã được dùng làm một loại gia vị đặc biệt trong các món ăn của người nông dân vùng U Minh. Trái giác được dùng không chỉ vì hương vị đặc biệt của nó mà còn là vì những tác dụng dược học của nó đối với cơ thể con người. Rồi, video đến đây xin được tạm ngừng. Xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau. Nếu thấy thích video thì các bạn hãy like. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Dạ, chào tạm biệt.